Xin chào mừng các bạn đến với hội thảo trực tuyến tìm hiểu những khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ dự án Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam do Liên minh châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp thực hiện cùng VCAS, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Chương trình hội thảo này mong muốn mang đến cho các bạn đang hoạt động hoặc quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật sáng tạo ở Việt Nam những thông tin hữu ích liên quan đến tự do về biểu đạt nghệ thuật. Xin tự giới thiệu với các bạn, tên tôi là Nguyễn Phương Thảo, là quản lý các chương trình nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo tại Hội đồng Anh. Và trong ít phút nữa thì diễn giả của chúng ta trong hội thảo ngày hôm nay là chị Nghiêm Hoa, là nhà thực hành nghiên cứu và giáo dục về phát triển dựa trên quyền và là điều phối viên của nhóm Không gian Nhân quyền, sẽ có phần trình bày với các bạn. Để hội thảo của chúng ta được diễn ra một cách trôi chảy, xin lưu ý với các bạn tham gia một số điểm về mặt kỹ thuật. Chắc các bạn cũng biết chúng ta đang sử dụng Teams cho hội thảo này. Xin các bạn hãy nhìn vào màn hình giao diện Teams của mình và có thể thực hành luôn theo hướng dẫn. Trước hết thì chương trình hội thảo này sẽ được thu lại để phục vụ mục đích lưu trữ và để những người thực hiện cải tiến nội dung chương trình. Chỉ có những người thuộc thuộc đội tổ chức chương trình và diễn giả mới có thể xem lại nội dung ghi lại của chương trình. Để đảm bảo loại trừ tiếng ồn trong chương trình và tốc độ đường truyền được tối ưu, chức năng microphone và video chỉ được mở cho diễn giả và người dẫn chương trình. Vì thế nên giao diện Teams của các bạn sẽ không thấy có nút mic hay là video. Chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu bằng phần trình bày của diễn giả trong vòng khoảng 45 phút và sau đó sẽ đến phần hỏi và đáp để diễn giả có thể giải đáp các thắc mắc của các bạn. Vậy khi theo dõi chương trình, nếu có câu hỏi nào vào bất cứ lúc nào, các bạn có thể nhấn vào nút Ask a Question trong mục Live Event Q&A ở góc phải màn hình Teams và đánh câu hỏi của các bạn rồi nhấn nút gửi câu hỏi. Câu hỏi của các bạn sẽ được chuyển đến ban tổ chức và hiện lên trong phần Featured và người điều hành sẽ lựa chọn câu hỏi và yêu cầu diễn giả trả lời khi đến phần hỏi và đáp. Trong thời gian hội thảo, nếu có vấn đề trục trặc gì về kỹ thuật và cần hỗ trợ, thì các bạn có thể nhắn tin qua Viber hoặc WhatsApp vào số điện thoại 093 463 0391 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại số điện thoại để nhận hỗ trợ là 093 463 0391. Xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Và bây giờ để chương trình bắt đầu, xin rất cảm ơn chị Nghiêm Hoa, là nhà thực hành nghiên cứu và giáo dục về phát triển dựa trên quyền, đã tham gia vào chương trình hội thảo trực tuyến tìm hiểu những khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam. Bây giờ xin mời chị Hoa bắt đầu phần trình bày của mình ạ. Cảm ơn Phương Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết thì tôi xin cảm ơn dự án Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam đã tổ chức buổi live seminar ngày hôm nay để tôi có cơ hội giới thiệu cùng với mọi người những khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt ở Việt Nam. Tôi cũng xin giới thiệu, mặc dù Thảo có giới thiệu tôi là điều phối viên của nhóm Không gian Nhân quyền, nhưng tôi tham gia seminar này với tư cách là cá nhân và rất là nhiều các cái nội dung mà tôi sẽ trình bày với mọi người trong seminar ngày hôm nay. Nó là các khuyến nghị được trích ra từ các văn kiện chính thức của Liên Hợp Quốc. Cần phải nhìn nhận các cái khuyến nghị này trong bối cảnh của Việt Nam như thế nào, thì bản thân ở Việt Nam và bản thân trong nhóm không gian nhân quyền của chúng tôi thì cũng có những quan điểm rất là khác nhau. Và tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt trong quan điểm đấy là quan trọng và là cần thiết, miễn sao chúng ta có thể trao đổi với nhau một cách cởi mở để có thể tìm ra những cái cách thức thực hiện tốt nhất những cái khuyến nghị này để bảo vệ cho tự do biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam. Trong phần trình bày ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu rất là nhanh về cách nhìn đối với tự do biểu đạt nghệ thuật như là một quyền. Tôi cũng được biết là ngày hôm nay tham dự seminar của chúng ta có rất nhiều các anh chị là các nghệ sĩ, là những người đang thực hành nghệ thuật, và tôi hiểu chắc là mọi người sẽ nhìn nhận nghệ thuật như là một cái khái niệm rất là khác biệt so với lại cái cách mà chúng tôi như là những người nghiên cứu về nhân quyền nhìn nhận nó. Hôm nay tôi rất là mong sẽ được chia sẻ cùng mọi người cách nhìn về biểu đạt nghệ thuật như là một quyền, và chúng ta sẽ có thể thảo luận với nhau xem là làm thế nào để có thể thực hành tự do biểu đạt nghệ thuật cách tốt nhất cho cá nhân nghệ sĩ cũng như là cho cả xã hội nói chung. Sau đó thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị chùm khuyến nghị của Liên Hợp Quốc với Việt Nam. Trong vòng 10 năm qua thì Việt Nam đã tham gia rất là tích cực vào các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Các cái cơ chế này về cơ bản thì nó hoạt động theo
các cái văn kiện của Liên Hợp Quốc bao gồm các công ước về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và các cái cơ chế giả soát của cơ quan Liên Hợp Quốc. Ở đây cụ thể là cơ chế giả soát định kỳ phổ quát hay còn gọi trong tiếng Anh là Universal Periodic Review UPR của Hội đồng Nhân quyền. Các cái cơ chế này trong vòng 10 năm qua khi tương tác với Việt Nam thì họ đã đưa ra đến hôm nay nếu cộng lại có thể tính đến gần 1.000 các khuyến nghị khác nhau trải rộng trong các lĩnh vực về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội. Trong đó thì có một số các khuyến nghị đề cập trực tiếp đến vấn đề tự do biểu đạt nghệ thuật mà tôi sẽ giới thiệu với mọi người ở đây, bao gồm các khuyến nghị của hai ủy ban công ước quan trọng là ủy ban về các quyền dân sự chính trị và ủy ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người khuyến nghị của chuyên gia độc lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đây là một khuyến nghị rất cụ thể và nó được đưa ra từ một chuyến thăm quốc gia chính thức trong vòng 10 ngày của chuyên gia vào năm 2013, và các khuyến nghị của chuyên gia này thì đã được báo cáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và có chính phủ Việt Nam đã có những phản hồi chính thức với những khuyến nghị này. Một chùm khuyến nghị thứ ba nữa tôi cũng sẽ giới thiệu, đó là khuyến nghị từ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì khuyến nghị này là một khuyến nghị rất cụ thể về tự do biểu đạt và nó cũng rất là mới, nó mới được đưa ra với Việt Nam vào năm ngoái và được Việt Nam chấp thuận vào tháng 6 năm ngoái. Sau đó thì đến cuối năm ngoái 2019 thì Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định để thực hiện cái khuyến nghị này. Thì đó là hai cái nội dung chính mà tôi muốn được trình bày với mọi người trong khuôn khổ seminar ngày hôm nay. Sau đó thì tôi rất là mong là chúng ta sẽ dành thời gian để cùng thảo luận với nhau xem. Tôi rất muốn lắng nghe quan điểm của các anh chị về tính khả thi của các cái khuyến nghị này. Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện nó một cách tốt nhất trên bối cảnh hiện nay, bối cảnh hoạt động nghệ thuật, hoạt động sáng tạo hiện nay. Cũng như là chúng ta hướng đến một tương lai như thế nào về tự do biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam, thì đó là những nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Trước hết thì về quan điểm về tác phẩm nghệ thuật thì nếu mà nhìn từ tiếp cận quyền thì có thể nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật ở ba góc độ. Thứ nhất là nếu như chúng ta coi tác phẩm nghệ thuật là một sản phẩm của trí tuệ thì chúng ta sẽ có quyền sở hữu trí tuệ và chủ nhân thì cần được bảo vệ tác quyền. Thứ hai là nếu như chúng ta coi tác phẩm nghệ thuật là tài sản ở đây có thể là tài sản của nghệ sĩ, nhưng tài sản cũng có thể là của người sở hữu tác phẩm nghệ thuật, thì căn cứ vào đó chúng ta thấy chủ nhân sẽ có quyền sở hữu và định đoạt cái tác phẩm nghệ thuật mà mình sáng tạo ra hoặc là đang sở hữu nó. Một góc nhìn thứ ba đấy là nếu như chúng ta coi tác phẩm nghệ thuật hoặc là hoạt động nghệ thuật là biểu đạt nghệ thuật thì chủ nhân hay là cái người thực hành cái biểu đạt nghệ thuật đấy sẽ có quyền tự do biểu đạt nghệ thuật, và từ góc độ khán giả thì khán giả sẽ có quyền tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật một mình hoặc là cùng nhau. Thì quyền tự do biểu đạt nghệ thuật thì nó được coi là một quyền riêng biệt ở trong luật nhân quyền. Chúng ta có một cái công ước của UNESCO là Tổ chức Liên Hợp Quốc về Văn hóa, Giáo dục và Khoa học. Thì các quốc gia thành viên của UNESCO đã đưa ra một công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, mà Việt Nam cũng tham gia công ước này, và công ước này đã đặt những cái nền tảng rất là quan trọng cho chính sách quản lý văn hóa của Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây. Thì trong công ước này cũng đã ghi rất là rõ rằng là đa dạng văn hóa chỉ có thể được bảo vệ và phát huy khi quyền con người và các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do thông tin và liên lạc cũng như là khả năng cho các cá nhân lựa chọn các biểu đạt văn hóa được bảo đảm. Thì chúng ta thấy là cái cơ sở để chúng ta có thể thực hành được tự do biểu đạt nghệ thuật đấy là một môi trường mà tôn trọng tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do liên lạc. Một công ước nữa là công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, và Việt Nam đã tham gia công ước này từ năm 82, thì có quy định rất là cụ thể ở điều 15 rằng mọi người đều có quyền tham gia vào đời sống văn hóa. Và đặc biệt là công ước này thì đặt một cái yêu cầu về mặt nghĩa vụ đối với các nhà nước thành viên tham gia công ước, đó là phải cam kết tôn trọng tự do tối cần thiết đối với nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo. Ủy ban giám sát công ước này thì có đưa ra một cái bình luận chung giải thích khái niệm về quyền tham gia vào đời sống văn hóa và sáng tạo nghệ thuật, trong đó có một cái yêu cầu rất là cụ thể, đó là nhà nước không được phép kiểm duyệt trước đối với hoạt động nghệ thuật để đảm bảo thực hành cái quy định là sẽ cam kết và tôn trọng tự do tối cần thiết đối với hoạt động sáng tạo. Một công ước nữa cũng đề cập đến quyền
tự do biểu đạt nghệ thuật, đó là trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị thì có nêu rằng mọi người có quyền tự do biểu đạt. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá thông tin ở nhiều dạng khác nhau, trong đó có dạng nghệ thuật, và thông qua bất kỳ phương pháp truyền thông nào tùy chọn. Thì đó là các cái nội dung rất là rõ ràng và cụ thể. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay là quyền tự do biểu đạt nằm riêng rẽ như là một quyền được quy định riêng và trực tiếp trong các cái văn kiện nhân quyền quốc tế này, chứ nó không phải là một quyền phát sinh ra từ các cái quyền mà được quy định khác. Chính vì thế chúng ta có thể thấy cái tầm quan trọng của việc ghi nhận quyền tự do biểu đạt nghệ thuật trong các cái khuôn khổ văn kiện nhân quyền quốc tế. Mặt khác thì trong các cái cơ chế rà soát việc thực hiện các công ước này thì bởi vì nó là một quyền đứng riêng rẽ cho nên thông thường nó là một mục được rà soát riêng, bình đẳng với các quyền khác. Xin quay lại Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, thì UNESCO có giải thích về 6 khía cạnh của tự do nghệ thuật như sau. Khía cạnh thứ nhất là quyền sáng tạo mà không chịu kiểm duyệt hay là đe dọa. Cái việc kiểm duyệt hay đe dọa thì nó có thể đến từ nhiều phía, chứ nó không nhất thiết là đến từ phía nhà nước, nó có thể đến từ phía thị trường, nó cũng có thể đến từ phía công chúng, những người mà không ưa thích cái việc sáng tạo của cụ thể của một cá nhân hoặc là của một nhóm nào đó. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh quyền có tác phẩm nghệ thuật được ủng hộ, được phổ biến và được trả công. Khía cạnh thứ ba là quyền tự do dịch chuyển. Ở đây có thể hiểu là tự do dịch chuyển của nghệ sĩ, nhưng cũng có thể hiểu là tự do dịch chuyển của hoạt động sáng tạo và tác phẩm sáng tạo. Tôi cũng biết là chắc là trong số chúng ta ở đây có rất là nhiều các anh chị nghệ sĩ hoạt động trong khu vực và trên thế giới. Thì khi mà các anh chị thực hành cái quyền sáng tạo của mình cùng nhau với các nghệ sĩ quốc tế thì các anh chị đã đang thực hành quyền tự do dịch chuyển. Một khía cạnh thứ tư của tự do biểu đạt, tự do nghệ thuật đó là quyền tự do hiệp hội. Chúng ta là các nghệ sĩ hoặc là những người thưởng thức nghệ thuật có thể tụ họp lại với nhau, cùng nhau thực hiện các cái hoạt động mà liên quan đến sáng tạo và liên quan đến nghệ thuật. Nó có thể bao gồm các hoạt động là thưởng thức hay là ủng hộ nghệ thuật, nhưng nó cũng là có thể là các hoạt động phổ biến hoặc là sáng tạo cùng nhau. Thì đó là một cái khía cạnh rất là quan trọng để nghệ sĩ có thể tương tác với nhau trong không gian sáng tạo của mình. Một khía cạnh thứ năm đó là quyền được bảo vệ các quyền xã hội và kinh tế liên quan đến sáng tạo nghệ thuật, trong đó đặc biệt là có các vấn đề về tác quyền và sở hữu liên quan đến hoạt động nghệ thuật. Và khía cạnh thứ sáu đó là quyền tham gia vào đời sống văn hóa. Quyền này thì áp dụng cho với cả hai đối tượng là nghệ sĩ và khán giả. Nghệ sĩ thì có quyền cùng với tác phẩm của mình sống đời sống văn hóa, giao lưu với công chúng, và công chúng thì có quyền được tiếp cận và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Thế thì đó là 6 khía cạnh của tự do nghệ thuật mà Công ước UNESCO có đưa ra. 6 khía cạnh này thực ra thì các chuyên gia của UNESCO cũng mới chỉ đưa ra trong thời gian rất là gần đây. Cái khuôn khổ này nó rất là mới. Nó chỉ được giới thiệu vào cuối năm ngoái. Thành ra có thể nó là những cái khái niệm mà đã được chuyển tiếp từ các cái công ước khác về nhân quyền. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trong mối quan hệ với các cái quyền khác thì quyền tự do biểu đạt nghệ thuật nó là trụ cột của tự do biểu đạt. Chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều các cái dạng biểu đạt khác nhau, ví dụ như là về báo chí hay là các cái biểu đạt cá nhân, tự do ngôn luận. Nhưng mà tự do biểu đạt nghệ thuật thì là trong số đó thì nó là một trụ cột rất là quan trọng. Chúng ta nhìn cái việc thực hành tự do biểu đạt nghệ thuật không phải chỉ là của cá nhân, mà một cái khía cạnh rất là quan trọng đó là việc thực hành đó có thể kết hợp với những người khác. Nó đặc biệt liên quan đến tự do hiệp hội và tự do hội họp của các nghệ sĩ cũng như là của khán giả. Một cái khía cạnh nữa của quyền tự do biểu đạt nghệ thuật đấy là nó liên quan đến quyền tự do tư tưởng, bởi vì nó thể hiện cái sức mạnh trong trí tưởng tượng và sáng tạo của các nghệ sĩ, cũng như là việc phổ biến các cái biểu đạt để thể hiện trí tưởng tượng và sự sáng tạo đó của nghệ sĩ. Khía cạnh về quyền tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật như là tôi đã nói ở trên, thì chúng ta thấy là quyền tự do biểu đạt nghệ thuật nó còn liên quan đến rất là nhiều các cái quyền khác, nhưng về mặt bản chất thì nó không phải là một quyền tuyệt đối. Điều này có nghĩa là gì? Đó có nghĩa là cái việc mà thực hành các cái biểu đạt tự do biểu đạt nghệ thuật thì nó sẽ có những giới hạn nhất định, và
giới hạn đó là như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc để cân nhắc xem là như thế nào thì là các cái giới hạn hợp lệ. Ở đây có các cái quy định của hai công ước nhân quyền chính, trong đó quy định thế nào là một giới hạn hợp lệ đối với một quyền nói chung. Công ước về các quyền kinh tế xã hội văn hóa thì nói rằng là một giới hạn hợp lệ thì cũng có phải có thỏa mãn bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó phải phục vụ cho lợi ích chung trong một xã hội dân chủ, có nghĩa là không phải là một cơ quan hành chính có thể áp đặt được giới hạn đó, mà nó phải thông qua các cái cơ chế dân cử thôi, đại diện cho người dân là chủ thể của quyền thì sẽ thương thuyết, thỏa thuận và đi đến đồng ý với những cái giới hạn mà chúng ta thấy là nó phù hợp cho lợi ích chung của xã hội. Điều kiện thứ hai là các giới hạn đấy nó phải phù hợp với bản chất của quyền. Thế thì bản chất của quyền tự do biểu đạt nghệ thuật ở đây là gì? Bản chất của nó là bản chất tự do. Có nghĩa là về mặt nguyên tắc thì tự do phải là cái phổ quát, còn hạn chế thì chỉ là trường hợp ngoại lệ, chứ không phải là hạn chế là phổ quát và tự do là ngoại lệ. Cái tự do phải lớn hơn rất là nhiều, và cái hạn chế phải là cái được biết rõ, còn cái tự do là thứ mà chúng ta có thể tự khám phá ở trong phạm vi của sức sáng tạo cũng như là trí tưởng tượng và tư tưởng của mình. Một cái yếu tố thứ ba nữa đó là về mặt cách thức thì các cái giới hạn này nó phải được quy định bởi luật. Thì anh sẽ không được phép tùy tiện áp đặt các cái giới hạn mà chưa được quy định trước và hoặc là được quy định bằng các cái văn bản dưới luật, tức là các cái văn bản hoặc là các cái giới hạn được áp đặt bởi các cơ quan hành chính hoặc các cơ quan quản lý, chứ không qua cái sự thỏa thuận với chủ thể của quyền mà ở đây là người dân thông qua các cái cơ chế dân cử. Và một cái yếu tố rất là quan trọng mà nãy tôi cũng đã nhắc qua, đó là đối với công ước về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa thì đặc biệt cái việc kiểm duyệt trước là không hợp lệ, nó là một việc được coi là vi phạm trực tiếp với các quyền tự do biểu đạt nghệ thuật. Đối với công ước về các quyền dân sự chính trị thì Ủy ban công ước có lưu ý rằng các cái giới hạn hợp lệ đối với tự do biểu đạt sẽ phải đảm bảo hai yếu tố, đó là các cái yếu tố hạn chế này, các yếu tố giới hạn này phải nhằm mục đích là để tôn trọng quyền và danh dự của người khác, hoặc là để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công, sức khỏe và đạo đức cộng đồng. Thế thì đó là các cái điều kiện để chúng ta cân nhắc xem là một giới hạn đối với tự do biểu đạt nó có hợp lệ hay là nó tùy tiện. Quay trở lại giới hạn thì cái người thực hành cái việc giới hạn đó có thể coi là người có quyền lực kiểm duyệt. Chắc là nghệ sĩ hoặc là những người hoạt động nghệ thuật thì các anh chị hiểu hơn ai hết về câu trả lời là ai là người có quyền lực kiểm duyệt. Chúng ta có thể thấy cái việc kiểm duyệt nó khá là phổ biến, nó đến từ quan điểm của những nhà quản lý hoặc là của khán giả hoặc là của cộng đồng hoặc là của doanh nghiệp, khi mà họ không ưa thích một cái biểu đạt ở đấy hoặc họ cho rằng một biểu đạt nào đó là có hại cho chính bản thân họ hoặc là cho xã hội nói chung thì họ sẽ có nhu cầu kiểm duyệt. Đó là nhu cầu kiểm duyệt. Thế còn quyền lực để kiểm duyệt thì phải có cơ chế để thực hành. Thì ví dụ như khán giả hoặc là cộng đồng thì họ có quyền lực kiểm duyệt. Trước mắt là họ có thể tẩy chay hoặc họ có thể phản đối cái việc truyền bá hoặc là trưng bày một tác phẩm nghệ thuật, hoặc là họ có thể vận dụng các cái cơ chế quản lý nhà nước sẵn có để ngăn cản hoặc là thu hẹp phạm vi phổ biến của các tác phẩm. Thì đó là một nhóm mà có quyền lực kiểm duyệt, chúng ta có thể coi đó là các cái cơ chế kiểm duyệt của xã hội. Một nhóm thứ hai là có các cái quyền lực kiểm duyệt trực tiếp thì nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước và là cơ quan thực thi pháp luật thì họ sẽ nhà nước có các cái cơ quan nhà nước họ có thể có các cái quyền lực kiểm duyệt trực tiếp và được quy định bởi luật hoặc là bởi các cái cơ chế khác nhau. Nhưng mà càng ngày thì chúng ta thấy là với sự lớn mạnh của khu vực doanh nghiệp thì doanh nghiệp họ cũng có nhu cầu kiểm duyệt, họ cũng có ý chí kiểm duyệt đối với các cái biểu đạt nào mà không mong muốn hoặc là không có lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Ở trên màn hình thì chúng ta có thể thấy một ví dụ về một yêu cầu kiểm duyệt đến từ một mạng lưới của những người thuộc về các nhóm dân tộc thiểu số. Những anh chị này khi mọi người phát hiện ra một cái kênh YouTube đã sản xuất các cái video clip mà họ thấy là xúc phạm đến dân tộc của họ thì họ yêu cầu một cơ quan nhà nước, và trong trường hợp này là Ủy ban dân tộc, theo ngôn ngữ của chúng ta hay nói đó là vào cuộc để làm việc với cái kênh YouTube này và thực hành kiểm duyệt, tức là có thể ngăn chặn cái việc tiếp tục phát sóng phát các cái video clip mà gây tổn thương hoặc là có hành động xúc phạm dân tộc hoặc là
mang tính phân biệt chủng tộc đối với những nhóm này. Thế chúng ta có thể thấy là đây là một ví dụ mà khá là phổ biến trong xã hội về chuyện các nhóm khác nhau chúng ta sẽ có nhu cầu kiểm duyệt, bởi vì chúng ta sẽ thường thấy chướng tai gai mắt với một số những loại biểu đạt nhất định nào đó. Và cái nhu cầu kiểm duyệt này nó rất là rộng lớn. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là đối tượng thường xuyên mà chúng ta thấy có yêu cầu kiểm duyệt đó là phụ huynh có yêu cầu kiểm duyệt đối với các cái biểu đạt mà trẻ em có thể tiếp xúc với. Nên trong trường hợp này thì nhà nước sẽ có vai trò bảo vệ, tức là tránh việc trẻ em tiếp xúc với các cái biểu đạt. Không biết có phải là nghệ thuật hay không, nhưng mà nếu như người lớn cho rằng là những cái biểu đạt đấy gây hại cho sự phát triển của trẻ nhỏ hoặc là người chưa thành niên, thì nhà nước có cái vai trò bảo vệ, tức là can thiệp vào để những cái biểu đạt đó, những cái thông tin đấy nó không được lan truyền ra, nó không được tiếp cận với trẻ em. Thì có rất là nhiều cách để thực hiện cái việc hạn chế đó. Người ta có thể hạn chế theo cách là cấm tiệt, không cho phổ biến, nhưng cũng có thể hạn chế bằng cách phân luồng, dán nhãn, định vị các cái sản phẩm nào là phù hợp với lứa tuổi nào. Thế thì đó là một cái cách thức tiếp cận trong kiểm duyệt mà càng ngày càng phổ biến trên toàn thế giới, đó là phân luồng các cái sản phẩm nào phù hợp với những đối tượng nào. Thì qua cái ví dụ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là nghĩa vụ quản lý của nhà nước liên quan đến tự do biểu đạt nghệ thuật, một trong những cái nghĩa vụ rất là lớn ở đây là mà tôi lấy ví dụ đấy là xen lẫn với việc tôn trọng các cái sáng tạo nghệ thuật, thì nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ với các cái nhóm mà dễ bị tổn thương. Thế nhưng mà xét về góc độ tự do nghệ thực hành tự do biểu đạt nghệ thuật thì nhà nước có ba nghĩa vụ chính. Nghĩa vụ thứ nhất là nghĩa vụ tôn trọng. Nghĩa vụ tôn trọng đây có nghĩa là không can thiệp, không ngăn cản các cái hoạt động sáng tạo tự do nghệ thuật. Khía cạnh thứ hai đó là để thực hành cái sự tôn trọng thì tạo ra các cái nền tảng, các cái cơ sở về mặt pháp luật, về mặt pháp lý, các cái hành lang, các cái không gian để nghệ sĩ có thể thực hành tự do biểu đạt nghệ thuật và công chúng có thể tiếp cận với các tác phẩm nghệ thuật hoặc là sinh hoạt nghệ thuật. Loại nghĩa vụ thứ hai của cơ quan nhà nước đó là nghĩa vụ bảo vệ. Ở đây trong trường hợp là khi tự do biểu đạt nghệ thuật bị xâm hại bởi một đối tượng thứ ba thì nhà nước có vai trò là can thiệp để chấm dứt cái sự xâm phạm đó. Và có thể là sẽ cần phải bồi hoàn nếu mà đã xảy ra những khắc phục nếu mà đã có xảy ra những cái thiệt hại đối với nghệ sĩ hoặc là đối với hoạt động nghệ thuật. Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy nếu như mà từ góc độ vai trò của nhà nước ở đây, nếu như có những cái nhóm mà họ có những yêu cầu rất là cực đoan về mặt kiểm duyệt chẳng hạn, thì vai trò nghĩa vụ của nhà nước đấy là phải thực hành cái việc kiểm duyệt thông qua những cái khuôn khổ pháp lý rõ ràng và định sẵn, chứ không thể kiểm duyệt tùy tiện theo hướng là ví dụ như một nhóm yêu cầu chúng tôi thực hành kiểm duyệt, hoặc là không thể quyết định theo số đông yêu cầu là phải kiểm duyệt này, mà cái việc bảo vệ một cái tác phẩm nghệ thuật hoặc là cân đối giữa những nhu cầu của các nhóm khác nhau đó, nó phải trên cái cơ sở là tôn trọng khuôn khổ luật pháp sẵn có. Một nghĩa vụ thứ ba nữa của nhà nước đó là nghĩa vụ bảo đảm. Thì nghĩa vụ này bao gồm việc hỗ trợ hoặc là cung cấp cho các cái nhóm mà do các cái điều kiện khách quan thì có thể chưa thực hành được cái việc tự do sáng tạo, tự do biểu đạt nghệ thuật của mình, hoặc là cho công chúng nào mà do các điều kiện về tài chính, về địa bàn, về địa lý mà chưa tiếp cận được với các cái hoạt động sáng tạo nghệ thuật, thì nhà nước sẽ có nghĩa vụ là hỗ trợ cho các cái nhóm này để có thể tiếp cận được với tư cách là chủ thể của hoạt động sáng tạo, nhưng cũng có thể với tư cách là khán giả. Trong khi mà thực hành các cái nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm này thì một trong những yêu cầu rất là quan trọng đó là cơ quan nhà nước phải thực hiện các nghĩa vụ này một cách minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Cái ví dụ về minh bạch và trách nhiệm giải trình ở đây đó là các cái thủ tục của các cái cơ quan nhà nước thì nó phải được quy định trước, nó phải rõ ràng, nó không phải tạo ra quá nhiều các cái sức ép cũng như là quá những cái đòi hỏi vô lý cho những người mà tham gia vào các cái quá trình quản lý nhà nước. Và thứ hai là có trách nhiệm giải trình, nên phải rất là rõ ràng là ai thực hiện chức năng nào, ai là người ra quyết định và các cái quyết định đấy thì nó có thể được khiếu nại hay là không, và nếu khiếu nại thì như thế nào, quá trình giải quyết như thế nào. Và một cái yêu cầu thứ hai nữa đối với việc thực hiện các cái nghĩa vụ của nhà nước đó là phải có các cái biện pháp khắc phục trong trường hợp như một người thấy quyền tự do biểu đạt nghệ thuật của mình bị vi phạm, thì nhà nước sẽ phải có biện pháp chấm dứt cái sự vi phạm đấy, và nếu mà có sự tổn thất thì sẽ có trách nhiệm để khắc phục cái sự tổn thất mà đã xảy ra.
Thế thì trên cái cơ sở không tiếp cận dựa trên quyền này thì xu hướng quản lý nhà nước nói chung, đây không chỉ là của nhà nước Việt Nam mà của các, tôi lấy một cái ví dụ về xu hướng chung của các cái quốc gia thành viên của các cái khuôn khổ về quyền tự do biểu đạt nghệ thuật này, thì họ nhìn nhận cái quá trình kiểm duyệt, cái quá trình quản lý về nghệ thuật như thế nào. Cái nguyên tắc thứ nhất là càng ngày thì các cái nhà nước họ càng tránh cái việc kiểm duyệt. Tại vì như lúc nãy tôi có nói đến thì kiểm duyệt, đặc biệt là kiểm duyệt trước, thì nó được coi là một sự áp đặt quá mức đối với tự do nghệ thuật. Thành ra nhà nước thường có xu hướng là tránh can thiệp trực tiếp của thông qua việc kiểm duyệt. Thay vào đó thì rõ ràng chúng ta thấy là xã hội, khán giả, cộng đồng thì sẽ luôn luôn có các cái nhu cầu kiểm duyệt. Là như thế thì các cái thiết chế nằm ngoài nhà nước đấy họ sẽ phải thương thuyết với nhau, điều chỉnh, tự điều chỉnh nhau thông qua các cái thiết chế mà họ lập ra, các cái nhóm, các cái tiêu chuẩn cộng đồng, họ có thể bổ nhiệm các cái nhóm chuyên gia và nhà nước có thể công nhận tư cách hoặc là chức năng của các cái nhóm chuyên gia độc lập này để thực hiện các cái công đoạn của kiểm duyệt. Và một cái xu hướng nữa đó là khi mà các cái nhóm mà họ có các cái yêu cầu về kiểm duyệt mà nó cực đoan quá thì nhà nước sẽ có vai nhà nước, một nhà nước bảo vệ tự do nghệ thuật thì sẽ có các cái biện pháp để bảo vệ các cái tự do biểu đạt mà bị kiểm duyệt quá mức hoặc là bị đe dọa hoặc là bị tấn công. Và nếu như mà các bên mà có tranh chấp mà về việc về nhu cầu kiểm duyệt hay là nhu cầu tiếp cận các cái hoạt động sáng tạo nghệ thuật thì các cái tranh chấp và mâu thuẫn đấy thì nó sẽ được giải quyết tại tòa án chứ nó không phải là được can thiệp bởi các cái cơ quan hành chính. Thế thì đó là bốn cái xu hướng lớn về mở rộng tự do biểu đạt nghệ thuật ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Các nhà nước khác nhau họ cũng có các cái cơ chế kiểm duyệt khác nhau. Ở phần cuối phần bài trình bày này thì tôi sẽ lấy một ví dụ về cơ quan kiểm duyệt hay còn gọi tên chính thức là văn phòng phân loại của New Zealand. Và mọi người sẽ được nhận được bài trình bày, trong đó có đường link đến trang web của văn phòng phân loại New Zealand, thì mọi người có thể thấy là các cái hoạt động kiểm duyệt của họ, cơ sở pháp lý của nó diễn ra như thế nào, quá trình kiểm duyệt được thực hiện như thế nào, và cái kết quả của kiểm duyệt như thế nào, bao gồm cả các cái danh sách những cái đoạn, những cái đoạn biểu đạt đã bị kiểm duyệt, họ đều đưa nó vào một cái cơ sở dữ liệu để mọi người có thể, nếu mà có nhu cầu chính đáng thì có thể tiếp cận trực tiếp các cái nội dung đã kiểm duyệt đấy. Thế còn nếu không thì có thể tiếp cận được danh sách và mô tả các cái nội dung mà đã được kiểm duyệt. Thì trên cái khuôn khổ như vậy, tôi sẽ trình bày với mọi người các cái khuyến nghị từ Liên Hợp Quốc với Việt Nam mà liên quan đến tự do biểu đạt nghệ thuật. Ở đây xin nói rằng là chúng ta khi mà chúng ta đọc các cái khuyến nghị này, chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt trong quan điểm giữa các cơ chế nhân quyền quốc tế và Việt Nam. Tuy thế, sự khác biệt này không phải là quá lớn. Chúng ta sẽ thấy trên các cái tuyên bố chính thức thì Việt Nam khá là, các cái tuyên bố chính thức của Việt Nam thì khá là tương thích với các cái nguyên tắc về tự do biểu đạt nghệ thuật và không can thiệp, không kiểm duyệt trước. Một cái đặc điểm thứ hai nữa đó là các cái khuyến nghị này thì phần lớn là dựa trên các cái nhận định được về Việt Nam mà được đưa ra dựa trên các thông tin ở giai đoạn trước năm 2013. Tại sao năm 2013 lại là một dấu mốc quan trọng? Bởi vì chúng ta có Hiến pháp 2013. Hiến pháp 2013 thì đã quy định rất là rõ ràng về các quyền tự do biểu đạt cũng như là tính hợp lệ của việc giới hạn quyền. Thế thì chúng ta sẽ có đôi chút thông tin nhanh để nói về cái việc mà các cái hiện nay các cái khuôn khổ về quản lý hoạt động sáng tạo và biểu đạt văn hóa thì nó đang trong một cái giai đoạn chuyển tiếp thay đổi dựa trên sự thay đổi của Hiến pháp 2013 và áp dụng Hiến pháp 2013, thì cái sự thay đổi đó là cần thiết. Chỉ có điều là chúng ta sẽ thấy một số các cái nhận định là dựa trên những thông tin mà đã có từ trước đây. Trước hết thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người khuyến nghị cụ thể từ Ủy ban Kinh tế, Xã hội và Văn hóa của Liên Hợp Quốc. Việt Nam tham gia công ước này từ năm 82 và đã thực hiện rà soát theo quy định là theo định kỳ 5 năm, nhưng mà Việt Nam thì chưa thực hiện được theo quy định là định kỳ 5 năm, mà thông thường chúng ta mất hơn 10 năm để có thể ra một lần rà soát, và lần rà soát gần đây nhất của Việt Nam là năm 2014. Và năm đó thì Ủy ban Kinh tế Xã hội và Văn hóa đã đưa ra các cái khuyến nghị cụ thể như thế này. Tôi xin phép đọc. Ủy ban quan ngại rằng chế độ kiểm duyệt ở nhà nước thành viên làm ảnh hưởng đến tự do nghệ thuật
và nhắc lại nghĩa vụ của nhà nước thành viên theo điều 15 khoản 3 về tôn trọng tự do không thể thiếu trong các hoạt động sáng tạo. Ủy ban thúc giục nhà nước thành viên bỏ việc kiểm duyệt các hoạt động văn hóa và các hình thức biểu đạt khác. Đó là một nội dung chính trong khuyến nghị của Ủy ban về Kinh tế Xã hội Văn hóa. Ngoài ra thì Ủy ban còn kêu gọi nhà nước thành viên đưa những hạn chế về tự do biểu đạt phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, bao gồm việc bỏ các hình phạt tù liên quan đến tự do biểu đạt. Một chùm khuyến nghị thứ hai là các cái khuyến nghị từ báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền. Ở đây là báo cáo viên đặc biệt về các quyền trong lĩnh vực văn hóa. Bà Farida Shahid thì thăm Việt Nam vào năm 2013 và đầu năm 2015 thì bà có trình để báo cáo chuyến thăm quốc gia tại Hội đồng Nhân quyền. Trong đó thì báo cáo viên đặc biệt có một vài các cái nhận định như sau. Thứ nhất là bà cho rằng Việt Nam đã thiết lập một hệ thống kiểm duyệt trước và sau áp dụng rộng rãi với các loại biểu đạt nghệ thuật. Thứ hai là bà nhận định là Việt Nam đang có xu hướng là giảm phạm vi kiểm duyệt trước, nhưng thực tế thì áp lực kiểm duyệt rất là lớn khiến các nhà đầu tư và nghệ sĩ muốn được kiểm duyệt trước để tránh thiệt hại khi mà họ phải kiểm duyệt sau. Và báo cáo viên đặc biệt cũng đặc biệt đánh giá cao điều 5 của luật xuất bản năm 2012, trong đó quy định rằng nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản. Tuy nhiên, bà cũng nhận định rằng biên tập viên do nhà nước kiểm soát thì là một vấn đề kiểm duyệt, để vẫn thông qua cái việc kiểm duyệt của người nhà nước chứ không phải là các cái cơ chế độc lập. Và bà cũng nhận định rằng Nghị định 113 năm 2013 về các hoạt động nghệ thuật quy định các thủ tục phải tuân theo trong việc tổ chức triển lãm nghệ thuật về bản chất thì là một hệ thống cho phép kiểm duyệt trước. Thế thì đó là các cái nhận định của báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền khi mà bà sang thăm Việt Nam năm 2013. Trên cơ sở những nhận định này thì bà cũng đưa ra các cái quan sát cụ thể về kiểm duyệt, trong đó nói rằng là một số các cái lý do hạn chế trong điều 11 luật điện ảnh 2006 là phù hợp với chuẩn mực quốc tế, ví dụ như là cấm việc tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, cấm gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, cấm kích động bạo lực, thì bà cho rằng những cái giới hạn này là phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Nhưng mà đồng thời thì bà cũng nhận định rằng là điều 11 cũng đưa ra các cái cơ sở mà không tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt là việc cấm tuyên truyền chống nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Thì một chuỗi các cái danh sách, các cái điều khoản cấm này, theo bà báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền, thì nó là các cái quy định rất là rộng và mang tính hạn chế, và những cái quy định này thì chưa phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra thì nó cũng không tuân thủ các cái điều kiện kiểm tra, cái tính hợp lệ, đó là nó cái tính cân xứng và cần thiết khi mà trong quá trình áp dụng hạn chế thì nó được áp dụng trong các cái trường hợp nó có cần thiết hay không. Ví dụ như một cái trường hợp mà người ta cho rằng cần thiết về kiểm duyệt, đó là các cái tác phẩm hoặc các cái sản phẩm mà được phổ biến rộng rãi trong công chúng, ví dụ như thông qua, đặc biệt là thông qua hệ thống phát hành có lời, ví dụ như là hệ thống rạp chiếu phim chẳng hạn, thì với cái điều kiện phổ biến rộng rãi như vậy thì cái tính kiểm duyệt nó cũng phải, các cái điều kiện kiểm duyệt nó cũng chặt chẽ hơn là các cái tác phẩm mà được phổ biến ở diện hẹp hoặc là có những cái hoạt động sáng tạo mà có ít người tham gia. Thế thì một điểm nữa mà báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền cũng nhận định, đó là luật xuất bản năm 2012 thì cũng có những cái quy định tương tự như ở luật điện ảnh năm 2006, cũng như là các cái điều khoản trong Nghị định 113 năm 2013 về hoạt động nghệ thuật thì cũng có các cái quy định rộng hơn là các chuẩn mực quốc tế cho phép. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là nhận định của bà báo cáo viên đặc biệt thì đưa ra dựa trên luật điện ảnh năm 2006, và luật này thì đã được sửa đổi năm 2013. Tuy nhiên là về bản chất các cái quy định nhỏ của nó như là báo cáo viên đặc biệt đã trực tiếp chỉ ra thì nó vẫn được giữ nguyên chứ không có thay đổi gì cả. Thì trên cái cơ sở nhận định như vậy thì báo cáo viên đặc biệt có đưa ra 7 khuyến nghị cụ thể liên quan đến tự do biểu đạt nghệ thuật. Tất nhiên bà còn đưa ra rất là nhiều các cái khuyến nghị khác liên quan đến các cái lĩnh vực khác về quyền văn hóa. Thế nhưng mà đây là 7 khuyến nghị cụ thể liên quan đến tự do biểu đạt nghệ thuật. Thứ nhất là sửa đổi điều 11 của luật điện ảnh, điều 10 của luật xuất bản, điều 8 của nghị định 113 về các hoạt động nghệ thuật và các cái quy định tương tự khác. Thứ hai là bãi bỏ hệ thống và cơ quan kiểm duyệt trước trong tất cả các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh và văn học. Thứ ba là về điện ảnh thì thiết lập một cơ quan phân loại độc lập và một hệ thống đánh giá với mục đích duy nhất là thông tin chỉ dẫn cho cha mẹ và quy định về việc giám sát trẻ em tiếp cận một số nội dung cụ thể.
Thứ tư là chấm dứt các hệ thống kiểm soát của chính phủ đối với xuất bản, nhà xuất bản tư nhân độc lập và các studio điện ảnh nghệ thuật trực quan nên được phép hoạt động mà không có trở ngại và sợ bị quấy rối. Thứ năm là bãi bỏ điều 88 của Bộ luật hình sự. Đây là Bộ luật hình sự cũ chứ không phải Bộ luật hình sự 2015 về tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thả những người bị bắt theo quy định này, đặc biệt là những nghệ sĩ. Thì bộ luật hình sự mới hiện nay của chúng ta thì cũng vẫn giữ các cái quy định của điều 88 như cũ. Ngoài ra thì bà cũng khuyến nghị là nên bãi bỏ quyết định 97 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giới hạn nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cho 317 chủ đề được phê duyệt, và cuối cùng là bãi bỏ công an văn hóa cũng như việc theo dõi và sách nhiễu các nghệ sĩ và các học giả. Ngoài ra thì bất kỳ các cái quyết định nào điều chỉnh hoặc cấm một hoạt động nghệ thuật nào thì nên được truyền đạt bằng văn bản với các lý do được nêu rõ và phải chịu sự kháng cáo trước một phiên tòa. Thế nhưng đó là 7 khuyến nghị cụ thể của báo cáo viên đặc biệt về Hội đồng Nhân quyền được đưa ra vào năm 2015. Việt Nam có trả lời chính thức với báo cáo của báo cáo viên đặc biệt, và ngoài cái việc ghi nhận các cái nhận định của báo cáo viên đặc biệt thì ở đây tôi sẽ giới thiệu một đoạn trực tiếp nói về việc kiểm duyệt. Trong cái văn bản mà gửi Liên Hợp Quốc và trình bày trước Hội đồng Nhân quyền thì chính phủ Việt Nam có nói rằng khuôn khổ pháp lý Việt Nam không yêu cầu một tác phẩm nghệ thuật phải qua kiểm duyệt trước khi công bố, và việc phê duyệt chẳng hạn với các chương trình biểu diễn chỉ áp dụng với các chương trình bán vé với lý do là để đảm bảo chất lượng của sản phẩm như một cách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sản phẩm văn hóa. Thế thì đấy là tuyên bố chính sách mà Việt Nam tuyên bố ở Liên Hợp Quốc. Còn trong thực tiễn hoạt động nghệ thuật thì không biết là trải nghiệm của các anh chị về việc kiểm duyệt trước khi công bố và phê duyệt các cái chương trình biểu diễn phi lợi nhuận nó diễn ra như thế nào. Tôi mong là một lát nữa chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về điểm đó. Một khuyến nghị nữa mà Việt Nam nhận được vào tháng 1 năm 2019 đến từ Bồ Đào Nha trong khuôn khổ kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền, đó là khuyến nghị về xóa bỏ kiểm duyệt trước trong tất cả các lĩnh vực sáng tạo văn hóa và các hình thức biểu đạt khác, bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến. Ngoài ra thì Việt Nam còn nhận được một khuyến nghị tương tự từ Peru, thế nhưng mà chính phủ thì chỉ chấp nhận khuyến nghị số 194 của Bồ Đào Nha về xóa bỏ kiểm duyệt trước trong tất cả các lĩnh vực văn hóa, chứ không chấp nhận là xóa bỏ hoàn toàn hệ thống kiểm duyệt. Cái khuyến nghị nào chúng ta không chấp nhận, chính phủ chúng ta không chấp nhận, chúng ta chỉ chấp nhận là bỏ kiểm duyệt trước thôi. Và vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1975 giao cho Bộ Thông tin Truyền thông làm đầu mối, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Công an phối hợp thực hiện quyết định số 194 này. Và trong khuôn khổ của kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền thì Việt Nam có thể tự nguyện báo cáo tiến độ giữa kỳ vào năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dự kiến là vào năm 2023. Nếu mà không có các sự kiện lớn gì xen ngang, ví dụ như dịch COVID trở nên tồi tệ chẳng hạn, thì cái khung thời gian mà chúng ta sẽ thực hiện là như vậy. Thế thì việc kiểm duyệt nó nên được diễn ra như thế nào? Nếu bỏ kiểm duyệt trước thì liệu có cách nào để có thể quản lý các cái hoạt động sáng tạo hoặc là các cái biểu đạt hoặc các cái ấn phẩm khi được đưa ra xã hội theo cái cách để nó ít gây hại nhất hay không? Thì tôi xin đưa ra một cái gợi ý về cách làm việc của văn phòng phân loại của chính phủ New Zealand, đó là họ có các cái cơ chế kiểm duyệt mà nó được khởi động theo yêu cầu. Tức là khi có một người, bất kỳ là ai, có thể là khán giả hay có thể là nghệ sĩ, có thể là chủ nhân của một cái biểu đạt muốn có nhu cầu kiểm duyệt thì có thể thực hiện một cái yêu cầu kiểm duyệt. Ví dụ như chúng ta xem một tác phẩm, chúng ta thấy ngứa mắt, chướng tai, gai mắt, mình không muốn tác phẩm đó xuất hiện trước mình, trước công chúng, mình có thể yêu cầu văn phòng phân loại của chính phủ, ở đây là trong trường hợp ở nước New Zealand, thực hiện các cái thủ tục kiểm duyệt. Và cái việc thực hiện các cái thủ tục kiểm duyệt đấy thì nó được diễn ra theo các cái chủ đề và giới hạn rất là rõ ràng, và các cái chủ đề này nó là phạm vi hẹp. Chủ yếu trong 11 chủ đề mà họ thực hành kiểm duyệt thì có đến 9 chủ đề liên quan đến bảo vệ trẻ em, và một chủ đề liên quan đến phân biệt chủng tộc, và một chủ đề liên quan đến việc xâm hại các nạn nhân hoặc là xâm hại tình dục. Thế thì đó là các cái chủ đề mà mang tính được quy định trước bởi luật, và các cái thủ tục kiểm duyệt cũng rất là rõ ràng. Luật không cho phép văn phòng phân loại này kiểm duyệt các cái biểu đạt về chính trị và kiểm duyệt báo chí. Và một cái khối lượng công việc kiểm duyệt lớn nhất
mà họ đang thực hiện, thực ra không hẳn là mang tính kiểm duyệt đấy, mà là việc phân loại phim. Họ phân loại các cái hệ thống phim phát hành trên các hệ thống phát hành phim thương mại. Thế còn các cái sản phẩm khác như là phim tài liệu phục vụ cho mục đích giáo dục, phim tài liệu về các cái chủ đề về thiên nhiên thì hoàn toàn không phải kiểm duyệt. Thì đó là xin giới thiệu rất là nhanh một cái thực hành của một văn phòng mang bản chất là một cái cơ chế kiểm duyệt. Ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo trên cái cơ sở dữ liệu của văn phòng này, chúng ta sẽ thấy là một hệ thống các cái thủ tục và kết quả các cái thủ tục đấy, cũng như là những người liên quan thực hiện thủ tục với từng sản phẩm mà được yêu cầu kiểm duyệt, và một danh sách các cái biểu đạt nào mà được cho là không mong muốn mà đã bị kiểm duyệt trong lịch sử hoạt động của văn phòng. Tất cả các cái thông tin này là công khai, và tôi cũng đã thử viết thư trao đổi với các cố vấn của văn phòng này với những cái câu hỏi cụ thể, và họ trả lời cho tôi trong vòng có 5 ngày thôi với những thông tin rất là cụ thể. Thành ra mặc dù đây là một cơ quan của New Zealand nhưng mà họ có những cái tương tác cởi mở với các cái yêu cầu từ bên ngoài để tìm hiểu về công việc của họ. Thế với các cái khuyến nghị đó thì tôi xin phép có ba cái nhận xét. Nhận xét thứ nhất rằng mà ban nãy tôi đã đề cập đến sơ bộ, đó là khuôn khổ pháp lý về quản lý nhà nước về sáng tạo nghệ thuật thì phần lớn các cái luật liên quan nó đã được xây dựng trước năm 2013 ở Việt Nam, và hiện nay thì trên cơ sở là hiến pháp mới đã công nhận và khẳng định rõ ràng các cái quyền về biểu đạt cũng như là các cái giới hạn quyền nào là hợp lệ, thì các cái luật mà điều chỉnh các hoạt động về sáng tạo nghệ thuật, về điện ảnh, về mỹ thuật, về triển lãm, về biểu diễn, nó cần phải được cập nhật trên cái nền tảng công nhận rõ ràng hơn các cái quyền này theo Hiến pháp 2013. Một yếu tố thứ hai nữa đó là chúng ta thấy là các cái tuyên bố chính sách về việc bỏ kiểm duyệt ở Việt Nam hiện giờ là rõ ràng và cởi mở và chính thức trên các cái diễn đàn quốc tế. Thế còn trong thực tế thì luật sẽ cần phải thay đổi để phù hợp với các cái chính sách và các cái cam kết mà Việt Nam đã tuyên bố trước các cái cơ chế quốc tế cũng như là trước cộng đồng quốc tế. Nhưng quan trọng hơn là trên thực tế nó có được thực thi đúng theo các cái tuyên bố này hay không? Thì có đúng hay không thì đấy là câu hỏi dành cho các nghệ sĩ, cho các nhà sản xuất, cho những người thực hành sáng tạo. Mọi người phải trả lời được là có thực sự là mình đang có một cái không gian tự do để chúng ta có thể thực hành sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật hay không. Một cái gợi ý nữa mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải làm rõ là trong thực tế thì liệu có bên cạnh các cái hình thức phê duyệt hiện nay thì còn có những cái hình thức phê duyệt nào mà mang tính kiểm duyệt trước cần được nhận thức rõ ràng hơn và điều chỉnh để cho nó phù hợp hay không? Nghệ sĩ và nhà quản lý thì có trải nghiệm và quan điểm như thế nào về các cái thủ tục này? Các cái thủ tục đó nó có minh bạch không? Trách nhiệm giải trình như thế nào? Thủ tục này nó tốt cho ai? Tôi hiểu rằng là có rất nhiều người mong rằng là thà là được kiểm duyệt trước để sau đó cái việc giới thiệu ra công chúng nó được suôn sẻ. Ví dụ như khi chúng ta làm một bộ phim chẳng hạn, mình muốn nó được suôn sẻ khi phát hành. Còn hơn là khi chúng ta đã hoàn tất cái tác phẩm của mình rồi và sau đấy thì gặp rất là nhiều rắc rối trong việc phát hành nó, thậm chí là không được phát hành nếu như nó không phù hợp với các cái khuôn khổ pháp lý. Thế thì khi nói chuyện với các nghệ sĩ, tôi hiểu rằng là đây là một cái cách tiếp cận rất là thực tế và cũng nhằm mục đích là làm thế nào để cho tác phẩm của mình, đứa con của mình nó có thể được ra đời một cách suôn sẻ. Thế nhưng về bản chất thì còn có thể có các cái lựa chọn nào khác về mặt thủ tục để chúng ta có thể thực hành cái quyền sáng tạo của mình trong một cái môi trường tốt hơn, thì tôi nghĩ tất cả những cái điều này cũng cần phải được xem xét. Thứ hai nữa là nhà quản lý họ có thực sự là các hung thần kiểm duyệt hay không, hay là trải nghiệm của họ về việc kiểm duyệt là như thế nào. Nếu như trong cái môi trường hiện nay cái giao lưu về mặt văn hóa và sáng tạo rất là rộng, không có biên giới, đặc biệt là trên không gian số, thì việc kiểm soát các cái hoạt động sáng tạo mà nó mang tính cái việc kiểm soát mang tính quá mức nó có phù hợp với lại năng lực cũng như là nguồn lực mà nghệ sĩ và người sáng tạo có và hoặc là cơ quan quản lý có hay không, thì đó là những vấn đề mà chúng ta có thể thảo luận. Và tôi cũng muốn hỏi các anh chị là nghệ sĩ và các không gian sáng tạo, những người quan tâm đến thúc đẩy tự do biểu đạt, đặc biệt là tự do biểu đạt nghệ thuật, thì có thể tham gia như thế nào vào việc làm rõ và thực hiện các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt nghệ thuật? Việt Nam cứ khoảng hiện nay thì cứ khoảng 2 năm một lần lại
tương tác với các cái cơ chế này, và bao giờ họ cũng hỏi là thế các cái vấn đề mà đã cam kết trước kia thì nó được thực hiện như thế nào. Thì tôi nghĩ là nếu mà mình nói về một chu trình chính sách thì nó mất khoảng, nếu như tất cả các bên đều tích cực tham gia thì nó mất khoảng 5 năm hoặc thậm chí 10 năm để tạo ra một cái sự thay đổi về mặt chính sách và thay đổi trên thực tế. Thế nhưng mà với các cái tần suất của các cái tương tác hiện nay thì có thể là cái chu kỳ 5 năm hoặc 10 năm thì nó có thể ngắn hơn rất là nhiều. Nhưng cái việc nó ngắn hay nó dài để có được cái sự thay đổi đó thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều vào việc chúng ta có lên tiếng vì không gian tự do của mình hay là không. Và nếu như chúng ta không có phàn nàn gì thì rõ ràng là mọi thứ đều tốt đẹp cả, không cần, không có gì cần phải thay đổi nữa, đúng không? Nếu như chúng ta có các cái phản hồi thích đáng về cái hoạt động của mình thì tôi nghĩ là cái tiếng nói phản hồi đấy nó sẽ luôn luôn được lắng nghe, có thể nó được tiếp thu theo nhiều cách khác nhau, có những cách rất là tích cực nhưng cũng có những cách có thể mang tính ứng phó. Thế nhưng về cơ bản nó luôn luôn được lắng nghe. Đó là điều mà tôi nhận thấy khi mà theo dõi các cái tiến trình về quyền con người Việt Nam trong vòng khoảng 15 năm vừa qua. Thì đó là phần trình bày sơ bộ của tôi về các cái khuyến nghị của Liên Hợp Quốc liên quan đến tự do biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam. Mọi người có thể sau đây theo như tôi hiểu thì là Thảo sẽ gửi cái nội dung trình bày này cho các anh chị đã đăng ký địa chỉ email với chương trình, và mọi người cũng có thể theo dõi các cái nội dung liên quan đến tự do biểu đạt nói chung và tự do biểu đạt nghệ thuật thông qua góc nhìn về quyền ở kênh của Không Gian Nhân Quyền. Xin cảm ơn và tôi rất là mong chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận với nhau về chủ đề này trong buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn phần trình bày của chị Hoa, và hy vọng là qua cái phần trình bày của chị vừa rồi thì các bạn tham dự chương trình đã có được những cái thông tin rất là bổ ích về các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam. Và trên góc độ của người thực hành văn hóa nghệ thuật sáng tạo thì có lẽ các bạn cũng đồng ý với tôi là, và chị Hoa nữa đồng ý với tôi và chị Hoa là cái sự tôn trọng tự do biểu đạt nghệ thuật là một cái yếu tố rất là quan trọng cho cái sự sáng tạo nghệ thuật và cho sự phát triển của cái ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật ở Việt Nam. Bây giờ thì là đến phần hỏi đáp. Trước khi tôi thấy là chúng tôi đã nhận được một số các câu hỏi của các bạn, nhưng mà trước khi đi vào những cái câu hỏi này thì tôi có một cái câu hỏi rất là mong muốn là chị Hoa có thể là làm rõ hơn một chút thôi, là vì là trong cái phần trình bày của chị Hoa thì có cái khuyến nghị 194 của Bồ Đào Nha về loại bỏ kiểm duyệt trước trong tất cả các lĩnh vực của sáng tạo văn hóa và những biểu đạt khác nhau, cả trực tuyến và không trực tuyến, bao gồm cả việc thay đổi những hạn chế về quyền tự do biểu đạt theo quy định của luật báo chí, vân vân. Đó thì chị Hoa cũng đã chia sẻ với chúng ta là Thủ tướng Chính phủ đã ra cái quyết định 1975 giao cho Bộ Thông tin Truyền thông làm đầu mối và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Thì theo tôi hiểu thì cái khuyến nghị này nó có một cái diện ảnh hưởng rất là rộng rãi đến với các lĩnh vực nghệ thuật văn hóa sáng tạo nói chung. Vậy không hiểu sao Thủ tướng lại giao cái việc làm đầu mối cho Bộ Thông tin Truyền thông để chủ trì và Bộ Văn hóa và Văn hóa Thể thao Du lịch của Bộ Công an có vai trò phối hợp thực hiện. Vậy chị Hoa có bình luận gì về cái điều này không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Thảo. Thực ra Thảo hỏi vì sao Thủ tướng lại làm như vậy thì chắc là phải Thủ tướng hoặc là người tư vấn cho Thủ tướng mới có thể cho Thảo một câu trả lời chính xác nhất. Thế nhưng mà từ góc độ cá nhân thì mình có thể đưa ra một cái quan sát cá nhân như thế này. Về cơ chế thực hiện các cái quyền thì chúng ta ở Việt Nam có sự phân công theo hệ thống cơ quan, ít nhất là theo hệ thống cơ quan hành chính. Thế theo như mình hiểu thì về các cái vấn đề về tự do biểu đạt thì hiện nay về mặt phân công trách nhiệm thì là Bộ Thông tin Truyền thông chịu trách nhiệm chính. Thành ra đấy là lý do mà vì sao nó lại được phân công việc thực hiện cái khuyến nghị 194 về bỏ kiểm duyệt trước nó lại được phân công về Bộ Thông tin Truyền thông. Mặt khác thì trong quyết định 1975 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao luôn cho Bộ Văn hóa và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều các cái nhà quan sát quốc tế, nếu như họ chưa hiểu tình hình Việt Nam thì họ sẽ hỏi là vì sao lại giao cho Bộ Công an, bởi vì họ hiểu rõ cái sự liên quan của Bộ Văn hóa, nhưng mà chắc là họ chưa hiểu rõ cái sự liên quan của Bộ Công an trong những trường hợp như thế này. Thế nhưng mà
Về phân chia cái hệ thống quản lý nhà nước như thế thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có nhu cầu phối hợp giữa hai cơ quan khác nhau. Khuyến nghị 194 là một khuyến nghị rộng bởi vì nó liên quan đến không chỉ các cái biểu đạt nghệ thuật, mặc dù nó được đề cập trực tiếp đến trong nội dung khuyến nghị, mà nó còn liên quan đến rất là nhiều các cái hình thức biểu đạt khác, trực tuyến và ngoại tuyến. Thành ra là cái việc mà trao đổi giữa cơ quan đầu mối là Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trong trường hợp này rất là cần thiết. Tôi cũng theo cái trải nghiệm của tôi trong cái kỳ UPA lần trước, thì không biết lần này thì sẽ như thế nào, nhưng mà lần trước thì thực ra các cái nhà quản lý ở cấp bộ không phải ai họ cũng nắm được các cái khuyến nghị này, bởi vì họ không có cái tương tác trực tiếp với các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc, hoặc là họ sẽ phải thực hiện rất là nhiều các cái chức năng khác về mặt quản lý nhà nước, và đây chỉ là một trong số các cái yêu cầu đối với việc quản lý nhà nước của họ mà thôi. Chính vì vậy nên vai trò trực tiếp của các nghệ sĩ, của những người mà thực hành các cái biểu đạt và sáng tạo văn hóa, chúng ta cần phải nhắc nhở nhà quản lý là chúng ta chỉ có 5 năm và đến bây giờ thì chỉ còn 4 năm để thực hiện khuyến nghị này của Liên Hợp Quốc thôi, và sẽ phải bàn cái cách mà thực hiện như thế nào cho nó phù hợp nhất. Thì tôi mong rằng là trong hoạt động sáng tạo, chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với các cái thủ tục mà mang tính kiểm duyệt trước, chúng ta có thể nhắc nhở nhà quản lý về các cái cam kết này. Mặt khác thì tôi nghĩ là những cái không gian để những người làm sáng tạo có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận, đặc biệt là tương tác với những người hoạch định chính sách cũng rất là quan trọng, để mọi người có thể nhìn thấy là đây đây là một cái khuyến nghị hết sức là cụ thể. Cái việc cần làm là rất là rõ ràng. Mặc dù tất nhiên là để bỏ được hệ thống kiểm duyệt trước thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều các cái nghiên cứu và khảo sát để có thể ra được các cái phương án thay thế khác mà mang tính phù hợp. Đồng thời nó thực sự là về bản chất nó là bỏ kiểm duyệt trước, chứ không phải là mình thay thế một cái thủ tục kiểm duyệt trước bằng một thủ tục y như kiểm duyệt trước, thì như thế nó không phải là bỏ kiểm duyệt trước, không phải là thực hiện khuyến nghị. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta hiểu rằng cơ quan đầu mối có vai trò như thế nào và cái cơ quan mà được phân công là mang tính hỗ trợ, thế nhưng mà về mặt trực tiếp quản lý hoặc là trực tiếp thực hiện các cái thủ tục mang tính kiểm duyệt trước thì họ có các cái hành động, họ có cái nhận thức như thế nào là điều mà chúng ta cần quan tâm. Ở trong quyết định 1975 thì Thủ tướng cũng đưa ra yêu cầu là với các cơ quan cụ thể thì nên có các cái kế hoạch hành động, các cái kế hoạch để mà trực tiếp thực hiện các khuyến nghị này, có thể lồng ghép trong và nên lồng ghép trong các cái chương trình công tác của ngành mình hoặc của cơ quan mình. Thế thì bản thân nếu như ví dụ như Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có thể đưa cái lộ trình về bỏ kiểm duyệt trước hoặc là nghiên cứu việc bỏ kiểm duyệt trước vào trong cái lộ trình hoạch định chính sách của mình chẳng hạn, thì cái việc đó, cái yêu cầu đó nó phải đến từ phía chính từ phía các nghệ sĩ hoặc là các cái không gian sáng tạo để chúng ta nêu vấn đề ra. Cảm ơn câu trả lời của chị Hoa. Thưa chị Hoa, là hiện giờ chương trình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía các bạn. Thế cho nên là và chúng ta chỉ còn khoảng 30 phút nữa để hỏi đáp. Cho nên là có lẽ là câu hỏi của mình, Thảo sẽ đọc một câu hỏi và chị Hoa sẽ trả lời rất là ngắn gọn câu hỏi này để chúng ta cố gắng là trả lời được hết các câu hỏi của các bạn. Câu hỏi tiếp theo, một bạn hỏi là trong trường hợp khuyến nghị của Liên Hợp Quốc và các điều khoản thuộc Công ước của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt xung đột với hiến pháp hoặc luật của Việt Nam thường là sự diễn giải về luật như trái ngược thuần phong mỹ tục. Ví dụ như vậy, thì luật Việt Nam sẽ luôn đứng trên. Trong trường hợp đấy thì nghệ sĩ, những người sáng tạo có thể làm gì để bảo vệ quyền tự do biểu đạt của mình? Thực ra thì theo luật về ký kết điều ước quốc tế thì khi có xung đột giữa luật pháp Việt Nam và luật quốc tế với các cái điều ước mà Việt Nam tham gia thì Việt Nam sẽ theo các cái nguyên tắc của điều ước quốc tế. Thành ra nó không giống như bạn hỏi là nếu mà có xung đột thì phải theo luật Việt Nam, mà theo luật của Việt Nam là nếu có xung đột thì mình sẽ theo luật quốc tế. Thì đấy là về nguyên tắc. Thế còn trong trong thực tế các cái trường hợp cụ thể thì đúng là thực hành tự do sáng tạo nó còn gặp
theo như tôi hiểu nó sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn. Bản thân nhận thức của nhà quản lý trong rất nhiều trường hợp thì các cái đặc biệt là các cái diễn giải về nghệ thuật nó cũng có thể rất là khác nhau. Tôi nghĩ là một trong những việc mà chúng ta luôn có thể làm đấy là chúng ta tạo ra các cái quá trình thảo luận minh bạch và có nhiều góc nhìn khác nhau để nghệ sĩ và nhà quản lý có thể hiểu nhau hơn và đi đến những cái quyết định mà mang tính giải trình cao chứ không phải là những quyết định tùy tiện. Thế thì nếu trong trường hợp nếu như các bạn gặp nhà quản lý và nhà quản lý nói rằng luật quốc tế là điều ước là như vậy, thế nhưng mà luật Việt Nam là như thế này thì chúng ta phải tuân thủ luật Việt Nam, thì các bạn cũng nên nhắc nhở là theo luật của Việt Nam thì nếu có xung đột giữa luật Việt Nam và luật quốc tế thì chúng ta sẽ theo luật quốc tế. Thì đấy là về mặt nguyên tắc. Thứ hai nữa là các cái ủy ban công ước họ cũng rất là khuyến khích các trường hợp mà áp dụng trực tiếp các cái cam kết hoặc các cái điều khoản thuộc công ước Liên Hợp Quốc. Hiện nay thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái trường hợp, một cái tiền lệ nào về chuyện áp dụng trực tiếp các cái điều khoản này trong lĩnh vực nhân quyền. Thế còn trong các cái lĩnh vực khác thì dần dần sẽ bắt đầu có, đặc biệt là nếu mọi người quan sát trong lĩnh vực thương mại hoặc là kinh tế thì nó đã đâu đó nó đã bắt đầu xuất hiện các cái việc áp dụng trực tiếp này rồi. Thôi thì nghệ thuật có thể đi sau một chút, thế nhưng mà cái việc mà chúng ta bắt đầu rất là quan trọng để chúng ta có thể đi đến đích. Rất là cảm ơn câu trả lời và cái sự khuyến khích của chị Hoa. Rất là nhiều người đã tham gia những cái chương trình của chị Hoa trình bày thì hay đóng góp là chị Hoa có một cái tài năng là làm cho mọi người cảm thấy hy vọng hơn về công việc của mình. Câu hỏi tiếp theo mà khán giả gửi đến cho chương trình đó là câu hỏi là với quyết định 1975 QĐ-TTJ ngày 31 tháng 12 năm 2019, chính phủ Việt Nam thể hiện sự sẵn sàng tiếp nhận khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt. Việc thay đổi hệ thống kiểm duyệt từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong nhiều lĩnh vực sẽ cần nhiều thời gian. Vậy điều gì sẽ xảy ra cho Việt Nam trước Liên Hợp Quốc nếu đến kỳ báo cáo Việt Nam chưa kịp thực hiện được những thay đổi mang tính rõ rệt như thay đổi các văn bản quản lý nhà nước để chuyển hết từ tiền kiểm sang hậu kiểm? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi rất là khó. Bản thân mình là một người quan sát về tương tác của Việt Nam với các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì mình thấy rằng là cái việc mà Việt Nam thể hiện sự sẵn sàng tiếp nhận cái khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về tự do biểu đạt và cụ thể là kiểm duyệt trước ấy, nó không phải chỉ diễn ra vào năm 2019 mà nó đã diễn ra từ năm 2015 khi mà Việt Nam phản hồi với báo cáo của báo cáo viên đặc biệt về các quyền văn hóa như ban nãy mình có nhắc đến, thì Việt Nam cũng đã công bố là khuôn khổ pháp lý Việt Nam không yêu cầu về kiểm duyệt trước. Thế thì cái sự sẵn sàng đấy nó có thể thể hiện một cái tâm thế rằng là nhà quản lý ở Việt Nam cho rằng là hiện nay kiểm duyệt trước nó không tồn tại ở Việt Nam chứ không cần là phải bỏ. Thế thì có mình nghĩ là cái việc mà chúng ta xác định vị được những cái thực hành quản lý nào là mang tính kiểm duyệt trước nó rất là quan trọng để mình có thể xác định là nó có tồn tại hay không, và như thế nếu bỏ nó đi thì khi chuyển nó sang hậu kiểm thì các cái phương án thay thế nó sẽ là như thế nào. Thế thì đấy là câu chuyện của nhà quản lý và câu chuyện của nghệ sĩ cũng như là những người mà nghiên cứu về quản trị. Thế còn về cá nhân mình quan sát các cái tương tác của Việt Nam với các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì chúng ta có thể thấy rằng là các cái cơ chế này nó là các cái cơ chế đối thoại, và đối thoại này là đối thoại mang tính xây dựng. Thực ra để mà các cái tương tác này nó có nghĩa thì trong một cái chu kỳ có thể là 5 năm như là ở rà soát định kỳ phổ quát, hay là dài hơn như là các cái cơ chế rà soát theo công ước, mặc dù theo quy định thì không dài hơn, có thể là từ 2 đến 5 năm, nhưng mà thường Việt Nam thì mất rất là nhiều thời gian, thậm chí mất 10 hoặc 15 năm trì hoãn để mà ra đối thoại ở các cái cơ chế này. Thì khi mà có các cái cam kết đã được đưa ra sau đấy mà nó không được thực hiện thì điều gì sẽ xảy ra? Về cơ bản là không có điều gì lớn xảy ra cả, bởi vì trong các cái đối thoại này các chuyên gia hoặc là trong trường hợp với cơ chế rà soát định kỳ phổ quát thì một quốc gia ở đây cụ thể là Bồ Đào Nha, họ đưa ra một khuyến nghị với Việt Nam. Sau đó nếu Việt Nam hoặc là nếu họ nhận được thông tin rằng là ở Việt Nam vẫn còn chế độ kiểm duyệt thì cùng lắm họ chỉ có thể nói là chúng tôi rất lấy làm tiếc là Việt Nam đã cam kết như vậy mà lại không thực hiện. Thì về mặt ngôn ngữ ngoại giao chắc là nó sẽ là như thế, mà như thế cũng đã là khá là nặng nề.
Và tất nhiên là nếu như chúng ta nhìn nhân quyền như là một vấn đề có thể là nó rất là nhỏ thôi trong tổng thể các rất nhiều vấn đề khác nhau trong quan hệ quốc tế, trong quan hệ của Việt Nam với các nước khác cũng như là với các cái cơ chế của Liên Hợp Quốc, thì mình thấy là một quốc gia mà thể hiện tích cực và có trách nhiệm trong các cái cam kết của mình, bao gồm cam kết về nhân quyền cũng như là bao gồm các cái cam kết khác, thì sẽ có uy tín hơn, sẽ trên trong các cái quan hệ quốc tế cũng như là có được cái sự ủng hộ nhiều hơn từ các cái cơ chế này. Và theo như tôi hiểu thì đó là một trong những cái nguyên tắc mà Việt Nam rất là kiên trì theo đuổi, làm thế nào để khẳng định được cái vị trí của mình trong quan hệ quốc tế. Thực ra thiện chí thì là có, nhưng mà nỗ lực thực hiện như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều vào các cái động thái của các bên khác nhau, đặc biệt là của những người mà trực tiếp chịu ảnh hưởng của những hoạt động kiểm duyệt. Ban nãy tôi có nhắc đến là nếu như mọi người thấy thoải mái với việc kiểm duyệt thì rõ ràng là nhà quản lý họ cũng không có nhu cầu gì mà phải thay đổi cả. Nhưng có một điều chúng ta nhớ rằng là cái việc kiểm duyệt thì nó có thể rất là chặt chẽ, nhưng mà nó dễ dàng hơn rất là nhiều đối với những người có nguồn lực tốt, có quan hệ tốt với các nhà sản xuất lớn. Thế còn đối với nghệ sĩ tự do, đối với các cái nhóm nhỏ, đặc biệt là các cái nhóm mà không không có đăng ký, không có tư cách pháp nhân, các cái vấn đề về hiệp hội và hội họp không được thực hiện, không được đảm bảo, thì kiểm duyệt trước là một vấn đề lớn. Thế thì cái việc mà bảo vệ các cái không gian hoặc các cái hoạt động sáng tạo ở quy mô nhỏ nó rất là quan trọng nếu như chúng ta cởi trói được một cách bình đẳng. Thì tất nhiên những nhà sản xuất lớn hoặc là những nghệ sĩ mà có nhiều tài nguyên thì họ vẫn sẽ có dư địa để họ phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng những nhà sản xuất nhỏ, những nghệ sĩ mà tự do có ít các cái không gian, có ít platform để thực hành nghệ thuật thì cũng sẽ được hưởng lợi không kém. Hoặc là đặc biệt tôi muốn nói đến cái tính chất nghệ sĩ nghiệp dư. Nghệ sĩ nghiệp dư là một cái thuật ngữ mang tính quản lý nhà nước. Thế nhưng là nếu như chúng ta không chuyên, nếu như chúng ta không được công nhận về bất kỳ các cái cơ chế nào, hoặc là những cái loại hình nghệ thuật mà nó được phân loại rất là rõ ràng trong văn bản của quản lý nhà nước, thì cái việc kiểm duyệt có thể khó khăn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là các cái tác phẩm ứng tác thì nó sẽ phải được kiểm duyệt trước như thế nào, là những câu hỏi mà rất là đau, theo như tôi hiểu rất là đau đầu. Nếu như mà bỏ được cái rào cản đó đi, rõ ràng là hoạt động sáng tạo sẽ có rất là nhiều không gian để có thể phát triển tốt được. Thì cái đó quan trọng hơn là cái việc mà Liên Hợp Quốc sẽ làm gì với Việt Nam. Liên Hợp Quốc không làm gì với Việt Nam cả đâu. Cảm ơn chị Hoa. Câu hỏi tiếp tới là hiện nay trong lĩnh vực điện ảnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về kiểm duyệt, ví dụ như phân loại phim theo độ tuổi, ví dụ như không kiểm duyệt kịch bản phim thuần Việt. Hy vọng sau quyết định 1975, hệ thống kiểm duyệt ở các lĩnh vực khác cũng được đổi mới. Diễn giả có nhận định như thế nào về các hoạt động tiếp theo của chính phủ Việt Nam để thực hiện quyết định 1975 ạ? Tôi nghĩ rằng là câu hỏi của cái nhận định của bạn về các cái chuyển biến trong lĩnh vực điện ảnh rất là chính xác. Bản thân khi mà tôi tháp tùng báo cáo viên đặc biệt về các quyền văn hóa đối thoại với các nhà quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch năm cuối năm 2013, thì lúc đó Việt Nam chưa có hệ thống phân loại phim, và lúc đó nó còn đang có vừa mới xảy ra một cái sự kiện khá là nóng vào cái năm đó là phim Bụi đời chợ lớn không được ra rạp. Thì một trong các cái trong cái quá trình thảo luận đấy thì báo cáo viên đặc biệt cũng có trao đổi với lại các anh chị ở Bộ Văn hóa và Cục Điện ảnh về hệ thống phân loại phim. Và cái thảo luận đấy theo như tôi hiểu vào thời điểm đó nó rất là cởi mở, và nó đánh dấu cho nhà quản lý của Việt Nam vào thời điểm đấy đã bắt đầu nghiên cứu đến các cái hình thức phân loại phim, và sau này thì nó đã được đưa vào các cái văn bản quản lý. Cũng tương tự như thế là hệ thống cấp phép xuất bản hiện nay theo như tôi hiểu thì nó đã về mặt hình thức nó cũng đã nhanh hơn và nó đã minh bạch hơn rất là nhiều. Thế thì nó đến từ nhu cầu của người thực hành nghệ thuật, của người phổ biến thông tin. Xã hội càng ngày càng có nhiều người tham gia vào cái quá trình đó. Nó không còn là một số ít thế nghệ sĩ như trước kia, mà có rất là nhiều nhóm khác nhau, họ đều có nhu cầu tham gia vào hoạt động sáng tạo nghệ thuật và phổ biến thông tin. Thì cơ quan nhà nước sẽ phải thay đổi để đáp ứng chính xác hơn cái nhu cầu đó. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng lĩnh vực điện ảnh là lĩnh vực mà nó có các cái người tham gia
rất là mạnh để có thể vận động cho sự thay đổi đấy. Chúng ta có những nhà sản xuất lớn, các cái nhà phát hành quốc tế rất là lớn mà họ muốn vào thị trường Việt Nam, hoặc là có các cái nhóm sản xuất mà có các cái mối quan hệ mật thiết, và tôi tin rằng là họ là những cái động lực rất quan trọng đằng sau cái sự thay đổi trong cái khung quản lý của Việt Nam về 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 phát hành phim và về điện ảnh. Thế nhưng mà với các cái lĩnh vực khác, các cái hoạt động sáng tạo khác mà lợi nhuận nó không nhiều như thế thì lẽ ra nó cần phải được quan tâm hơn chứ không phải là bị phân biệt đối xử hơn, theo nghĩa là các cái thủ tục này khó khăn hơn cho họ. Nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn định danh mình là một nhà quốc gia xã hội chủ nghĩa, một nhà nước xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là chúng ta sẽ bảo vệ các cái nhóm yếu, các cái nhóm yếu thế. Thế thì cái việc thực hành cái việc đó nó một cách không phân biệt đối xử làm thế nào để có cái quy định đấy nó không chỉ cởi trói cho các ông lớn mà nó còn cởi trói cho các nghệ sĩ độc lập, các cái nhóm sáng tạo, các cái nhóm không chuyên, các cái không gian chưa có các cái định danh về mặt nghệ thuật cũng như về mặt pháp lý. Thế thì làm thế nào để các thủ tục đó nó không trở thành rào cản là vấn đề. Các cái hoạt động tiếp theo của chính phủ Việt Nam về thực hiện quyết định 1975 thì sẽ là như thế nào? Nếu như cứ cứ đọc quyết định thì chúng ta sẽ thấy là trong quyết định có lộ trình là các cái cơ quan chịu trách nhiệm thì có kế hoạch hành động. Việt Nam sẽ báo cáo giữa kỳ vào khoảng năm 2021, cuối năm 2021, 2022. Báo cáo giữa kỳ là lúc nhìn lại xem là mình đã làm được đến đâu những cái khuyến nghị này, và liệu đến năm 2023 thì có thể được coi là thực hiện xong hoàn toàn, hay là mới thực hiện được một phần, hay là chưa thực hiện được tí nào các cái khuyến nghị đấy. Thì tất cả những cái chuyển biến đó nó không phải là chỉ cần ngồi nhìn nó, mà chúng ta phải biến nó. Chúng ta phải làm cho nó xảy ra. Bản thân cái việc chúng ta ngồi nói chuyện với nhau về việc nhà nước đã cam kết là bỏ kiểm duyệt trước, tôi nghĩ nó cũng bắt đầu có sự chú ý nhất định của các cơ quan quản lý. Và như thế thì sẽ càng nhiều người biết đến các cái cam kết này hơn, và thì sẽ càng nhiều người thảo luận về cái cách mà chúng ta thực hiện các cái cam kết này như thế nào theo cách tốt nhất cho những người ở Việt Nam, chứ không phải tốt nhất cho Liên Hợp Quốc. Thì cái đó là quan trọng. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Hoa. Chị Hoa ơi, bây giờ chúng mình còn 13 phút nữa và còn 6 câu hỏi nữa chưa trả lời. Nếu mà chị đồng ý thì Thảo sẽ tiếp tục các câu hỏi này. Và nếu như mà đến hết chương trình mà chúng ta chưa trả lời được hết câu hỏi này thì có lẽ là xin phép là sẽ sau chương trình này chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến chị Hoa và chị Hoa có thể trả lời, và chúng tôi sẽ gửi những cái câu trả lời đó đến cho các bạn tham gia cùng với tài liệu của chương trình. Câu hỏi tiếp là có đoạn diễn giả viết là hiện vẫn còn tiền kiểm trong hoạt động triển lãm nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng tiền kiểm trong nghệ thuật thị giác hiện nay là hoàn toàn không còn, chỉ còn xin giấy phép trước khi đưa ra công chúng. Đó là hậu kiểm chứ nhỉ? Thì chị có bình luận gì không ạ? Dạ vâng, theo các cái định nghĩa chung của các cái nhóm nghệ sĩ khác nhau trên thế giới thì về kiểm duyệt trước, thì kiểm duyệt trước là các cái hoạt động mà áp đặt sự hạn chế hoặc là giới hạn đối với việc phổ biến tác phẩm nghệ thuật ra công chúng. Thế thì xin giấy phép trước khi đưa ra công chúng thì hoàn toàn là kiểm duyệt trước ạ. Thế còn là hậu kiểm tức là sau khi trưng bày rồi, sau khi phổ biến rồi, nếu như mà thấy có vấn đề thì tiến hành thu hồi hoặc là cắt bỏ hay là chỉnh sửa, cái đó là hậu kiểm. Thế còn giấy phép trước khi đưa ra công chúng chính xác là kiểm duyệt trước đấy ạ. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Hoa. Có một câu nữa mà tôi cũng không rõ là câu hỏi hay là một câu bình luận, nhưng mà có lẽ là cũng đọc lên đây để mọi người cùng nghe. Vì sao Việt Nam đã có những cam kết quan trọng với cơ chế quốc tế và cộng đồng quốc tế như chị trình bày, đi kèm đó là cứ 2 năm lại kiểm tra một lần mà không có tiến triển về việc thực hiện những quyền tự do biểu đạt về nghệ thuật? Phần giá mà tôi biết được câu trả lời cho câu hỏi này, thậm chí có nhiều người nhận xét là trên một số lĩnh vực tự do biểu đạt về nghệ thuật những năm 1-2 năm lại đây thậm chí còn khó khăn hơn là khoảng 5 năm trước về mặt thực tiễn. Thế thì cá nhân tôi thì chỉ xin có một cái lý giải rằng thực ra các cái cam kết rất là quan trọng này
và rất là thường xuyên này, nó mới chỉ được biết đến trong một phạm vi rất là nhỏ. Những người nghiên cứu hoặc là quan sát hoặc là theo dõi sự tương tác của Việt Nam trong với các cái cơ chế nhân quyền quốc tế này thôi. Thế còn bản thân giới nghệ sĩ mà tôi có dịp có cơ hội được tiếp xúc, các anh chị cũng rất là biết rất là ít về các cái cam kết này. Nhà quản lý đặc biệt là ở cấp trung thì xin nói là lại càng không biết. Thành ra là nếu như chúng ta không biết là đã có những lời hứa, những cam kết đấy đã được đưa ra thì sẽ không ai thấy là có nhu cầu phải thực hiện nó cả. Thành ra là không tin thì mọi người cứ thử về hứa với con mình mà xem, nếu như mà hứa với con mình xong mà không thực hiện thì nó nhắc suốt ngày. Nhưng mà nếu như mà cái lời hứa đấy lại được nói với lại người hàng xóm chứ không phải nói với con mình thì nó cũng không biết đâu mà đòi. Thế thì tất nhiên quan hệ giữa công dân và nhà nước thì nó khác, nó là quan hệ bình đẳng và nhà nước thì có nghĩa vụ đối với quyền con người và quyền công dân, nó không phải như là quan hệ cha mẹ với con cái. Thế nhưng mà về bản chất thì nó là như vậy. Những lời hứa phải phải minh bạch và phải có trách nhiệm giải trình. Nhưng trách nhiệm giải trình nó là cơ chế mà nó chỉ đến khi chúng ta khởi động nó, khi các bạn bắt đầu chất vấn, khi chúng ta bắt đầu tìm ra các cái phương án thay thế để thực hiện nó, bắt đầu đề xuất nó, khi đó nó sẽ có tiến triển. Cảm ơn chị Hoa. Câu hỏi tiếp tới là có liên quan đến xuất bản. Câu hỏi của bạn là: tôi quan tâm tới việc luật xuất bản sẽ minh bạch hóa vấn đề tự do xuất bản và đặc biệt khả năng hình thành xuất bản độc lập hợp pháp, không bị đàn áp, cũng như quy trình thủ tục để có thể đăng ký một nhà xuất bản độc lập như thế nào, hoặc nhà nước có tính đến sự nới lỏng luật xuất bản trong tương lai gần hay không? Xin mời chị ạ. Xin cảm ơn câu hỏi rất là quan trọng này của bạn, nhưng mà câu hỏi của bạn quá khó để có thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Mặc dù là cái việc xuất bản ở Việt Nam hiện nay, theo như tôi hiểu nó đã thay đổi rất là nhiều trong vòng 20 năm qua. Cũng có những người đã nói rằng, và tôi biết đây là một quan chức cấp cao trong chính phủ đã nói là ở Việt Nam thực tế thì đã có nhà xuất bản tư nhân. Thực tế là như vậy, chỉ có luật thì chưa ghi nhận cái điều đó, hoặc cái thực hành này nó chưa phổ biến. Nhưng để trở thành một cái thiết chế xuất bản mà được luật pháp ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ thì tôi nghĩ là cái thực tế ở Việt Nam nó còn có một cái khoảng cách rất là xa với một số các cái quốc gia khác mà họ có tự do xuất bản, theo nghĩa là ai cũng có thể, tư nhân, cá nhân, ai cũng có thể đăng ký để bắt đầu xuất bản dưới rất là nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là bây giờ cái việc xuất bản điện tử rất là dễ dàng, thì các cái kênh xuất bản như vậy thì hiện nay ở Việt Nam phi chính thức tôi thấy là có rồi, nhưng mà vẫn đằng ngoài ra thì nó vẫn có các cái chế tài, ví dụ như phạt các cái ấn phẩm mà được phát hành mà không chưa có số đăng ký xuất bản chẳng hạn, thì đó là các cái rào cản nó hiện hữu rất là thực tế ở Việt Nam. Khi nào mới có sự thay đổi, giá mà tôi biết được câu trả lời. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng nếu như chúng ta không bắt đầu mong muốn cho cái sự thay đổi thì nó sẽ không bao giờ xảy đến cả. Cảm ơn câu trả lời của chị Hoa. Tiếp tới có một cái lời bình luận của bạn, nhưng mà có lẽ là không có cái câu hỏi trong đó cho nên là Thảo xin phép không đọc. Câu hỏi tiếp tới là: việc kiểm duyệt trước có thể giúp sản phẩm của nghệ sĩ ra mắt một cách suôn sẻ, nhưng kiểm duyệt trước cũng có thể hạn chế khả năng sáng tạo của nghệ sĩ. Chị Hoa nghĩ sao về vấn đề này ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Chưa kể là cái việc kiểm duyệt trước, nói nếu như nói về mặt kiểm soát khả năng sáng tạo thì nó là vấn đề về mặt tư tưởng. Thế nhưng mà về mặt thực tế thì nó còn tạo ra cái gánh nặng về mặt hành chính cho người sáng tạo và cho những người tham gia vào cái chu trình sáng tạo và công nghệ sáng tạo. Bởi vì rõ ràng là chúng ta sẽ phải thực hành một cái thủ tục mà nó không nên có. Và cái thủ tục đấy sẽ mất thời gian chờ đợi, chúng ta sẽ phải thấp thỏm để chờ đến phút cuối mới có giấy phép, sẽ phải giải trình rất là nhiều thứ. Và tôi nghĩ rằng về cơ bản, các hoạt động sáng tạo không phải, theo như tôi hiểu, không phải lúc nào nó cũng chạm đến cái đường biên giới nhạy cảm của nhu cầu kiểm duyệt. Có rất là nhiều thứ chả liên quan gì đến đến nhu cầu kiểm duyệt của nhà nước cũng như là của công chúng, không nhất thiết là phải bắt buộc họ phải đi qua cái sự kiểm duyệt đó. Nó tốn kém cho cả nghệ sĩ lẫn lẫn nhà nước nữa, tự dưng chúng ta phải trả lương cho một người để ngồi đọc duyệt tất cả các cái sản phẩm sáng tạo.
Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Hoa. Hình như là bạn vừa rồi bạn hỏi câu hỏi đó, bạn có một cái phần hỏi thêm nữa nhưng mà Thảo không không rõ là cái phần hỏi thêm này nó gắn vào như thế nào với câu trả lời của chị Hoa vừa rồi, là câu này là chưa hoàn thiện nên vẫn cần phải tiền kiểm. Chị nghĩ sao về điều này? Thảo sẽ không yêu cầu chị Hoa trả lời cái này vội, Thảo sẽ đọc câu hỏi tiếp. Ở đây có một câu hỏi là chị có thể suy nghĩ và có thể trả lời sau. Ở đây câu hỏi của một bạn là tôi đã từng tham gia một chương trình thuộc sản xuất của đài truyền hình trong năm 2017. Trong đó khi tham gia chương trình mà lựa chọn ca khúc Hè Muộn để trình bày cùng nhóm thì phía chương trình không yêu cầu thay đổi. Tuy nhiên vào ngày ghi hình thì họ yêu cầu chúng tôi đổi ca khúc vì nhạc phẩm này không được phép lên sóng tại Việt Nam, chưa nói đến tính chuyên nghiệp của chương trình, việc kiểm duyệt trước như vậy có phải phía người làm chương trình đã vi phạm vào luật nào không ạ? Xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi nghĩ là đây là một câu hỏi rất là cụ thể. Thông thường với các trường hợp cụ thể thì cần một thời gian để nghiên cứu cái khung pháp lý cụ thể nào sẽ áp dụng cho nó. Nhất là trong trường hợp đối với bản thân tôi là một người không phải là theo dõi khuôn khổ pháp lý trong nước về các cái vấn đề nghệ thuật và biểu diễn, mà lại là một người theo dõi sự tương tác của Việt Nam với các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thì rất là khó có thể trả lời cho chị cái câu hỏi cụ thể của chị là có hay không. Chỉ có điều tôi thấy rằng một trong các cái yêu cầu đối với các cái thủ tục kiểm duyệt hoặc là hạn chế trước cái việc sử dụng các cái biểu đạt mà cơ quan quản lý cho rằng là bị cấm, nó phải có sự minh bạch. Ví dụ như nếu như từng có một cái danh sách các cái bài hát không được biểu diễn thì tôi nghĩ là nên có một cái văn bản quy định chính thức và công bố là đây là những bài hát không được phép biểu diễn. Chứ nó nếu như mà chỉ khi nào các bài hát đã xuất hiện, sau đó nhà quản lý tư vấn cho nhà sản xuất rằng cái bài hát này không được hát đâu, thì đấy là một sự tùy tiện, bởi vì nó không được quy định trước một cách rõ ràng. Và một sự tùy tiện thì thường được hiểu đó là một sự vi phạm đối với cái quyền sáng tạo cũng như là biểu đạt của nghệ sĩ. Thì đó là nếu mà nhìn từ góc độ luật quốc tế thì là như vậy. Tôi biết là ở Việt Nam có rất là nhiều các cái sản phẩm hoặc các cái bài hát mà theo lời đồn là nó bị cấm. Thế nhưng mà thông thường chúng ta nên hỏi căn cứ pháp lý để đưa nó vào danh sách cấm, hoặc là nếu có thực sự có một danh sách cấm, tôi nghĩ là mọi người nên được biết cái danh sách cấm đấy để còn biết đường mà tránh, đúng không ạ? Để cho đỡ không phải đầu tư vào nó. Thì bản thân công bố một cái danh sách cấm nó cũng là thể hiện cái tính giải trình của cơ quan nhà nước. Nếu công chúng nhìn vào thì họ sẽ có thể thấy là cái danh sách cấm đấy nó có thuyết phục hay là không, nó có đúng hay là không. Một câu cuối cùng để chúng ta còn 3 phút nữa, một câu cuối cùng nữa. Ở đâu thì nghệ sĩ có thể nêu ra những quan tâm của mình để giúp tiếng nói của mình được lắng nghe và đưa vào quá trình thay đổi luật? Trước khi chị Hoa trả lời thì cho Thảo xin chia sẻ một chút với bạn hỏi câu hỏi này, là trong cái khuôn khổ của chương trình của dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, chúng tôi có tổ chức những dịp mà chúng tôi mời các anh chị em nghệ sĩ, những cái người làm chủ hoặc là quản lý của các không gian văn hóa sáng tạo đến để chia sẻ, có những cái đối thoại rất là thẳng thắn và cởi mở với những cái cơ quan quản lý ở phía nhà nước. Thì đó là một cái phần mà Thảo muốn chia sẻ với các anh chị. Bây giờ câu hỏi này thì chuyển đến chị Hoa. Ít nhất là đối với các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì tất cả mọi người đều có thể tham gia và phản hồi. Ví dụ như là khi Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện vào năm 2023, thì đầu năm 2023 mọi người có thể chuẩn bị một cái bản thông tin phản hồi việc thực thi khuyến nghị số 194 về bỏ kiểm duyệt trước của Việt Nam hiện nay nó đang như thế nào. Ai cũng có thể tham gia vào cơ chế đó được. Nhưng tôi nghĩ là chờ đến lúc đó thì nó lâu quá, và đến lúc đó mình không chờ đến cái thời điểm đó để mình bắt lỗi là một cái lời hứa nó đã được thực hiện hay nó không được thực hiện, mình không nên như thế. Ngay từ bây giờ mình nên nhắc nhà quản lý của mình là có một cái cam kết như thế, chúng ta cần bàn cách thực hiện với nhau, thì nó sẽ là cái tiếp cận mang tính xây dựng nhiều hơn. Các cơ quan quản lý ở Việt Nam đáp ứng khá là tốt yêu cầu của dư luận và của công chúng. Mọi người cứ quan sát các cái diễn biến trên rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau thì sẽ thấy là
các cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe và đáp ứng khi mà các cái nhu cầu đấy nó lớn dần và có các cái lập luận chính đáng đằng sau đó. Thành ra cái việc mà chúng ta nói chuyện với nhau nó rất là quan trọng, nó quan trọng hơn là cái chuyện chúng ta đến nói với Liên Hợp Quốc. Rất cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Hoa, và chúng tôi không còn nhiều thời gian cho chương trình, chúng tôi còn 1 phút nữa và đến đúng 4:30 chiều thì là chương trình sẽ kết thúc. Vậy xin một lần xin cảm ơn chị Hoa đã đến có phần trình bày và phần trả lời và phần giao lưu với các bạn tham gia chương trình. Chị Hoa là nhà thực hành nghiên cứu và giáo dục về phát triển dựa trên quyền và là điều phối viên của nhóm không gian nhân quyền. Cảm ơn chị đã đem đến những kiến thức rất là bổ ích về những khái niệm, những cái thực hành liên quan đến tự do biểu đạt nghệ thuật, những khía cạnh nhìn từ phía Liên Hợp Quốc cũng như từ cái thực tế biểu đạt nghệ thuật ở Việt Nam. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý tham gia và đặt câu hỏi cho chương trình. Chương trình đến đây là hết. Xin cảm ơn sự tham gia của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới của chúng tôi. Xin chào tạm biệt các bạn. Rất cảm ơn chị Hoa.